Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 7 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 4 tài: đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước và đài Hậu Giang. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ mình với lớp 1 đăng ký 1 like để nhận những kết quả quay thử xổ số miền Nam miền Bắc mới nhất từ kênh Mạnh với lớp 1 của mình nhé các bạn nhé.